Hello anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video. Các bạn biết mình đang ở đâu không ạ? Trên cây. Đây là cây mật, cây mận. Đấy, cây mận. Mình đang ở trên cây mận có roi ấy các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video mận bay đó, roi bay, quả roi bay đó. Ok, đây quả roi đây các bạn đó. Ok, bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Không biết đẹp đạt cái mà ra kiểu gì đây các bạn. Mình đang ở trên cây nữa này, sợ rất xuống các bạn ạ. Không có chỗ đặt camera luôn các bạn ơi. Ok, để mình tìm sau. Bây giờ mình cầm đại đó. Cái chùm này mình đặt cái gì vậy? Sao mình đặt cái gì vậy? Mình đang ở trên cây nên không có thế. Đây, bịch muối ớt đây. Mình đã chuẩn bị rồi. Đó. Thì hôm nay mình đang đi làm nha các bạn. Mình đang đi hái tiêu. Nên chiều chiều mình xin mẹ đi quay một cái video. Cũng sắp về rồi các bạn. Chiều, gần tối. Mới đặt camera kiểu gì đấy các bạn. Ui, ôi, sợ rất. Ok các bạn ơi, mình đã đặt được camera rồi các bạn ạ. Mình đặt đây sợ rất lắm các bạn ạ. Đây chỗ này đang rất là nguy hiểm. Mình phải cầm một tí thế này ra. Không cầm thì nó rớt đấy các bạn ạ. Ui xa. Ok bây giờ mình bắt đầu ăn nha các bạn. Để chờ tí mình ăn. Để cái này đi. Không biết nó sao đây. Ok. Bắt đầu ăn. Quả roi bay nha các bạn. Nó ở trên cây nên gọi là quả roi bay. Đấy. Ui. Đó, bây giờ mình bắt đầu ăn nha. Không biết ăn kiểu gì đây. Ui, nó rất mới ớt. Ngon các bạn. Chấm một tí này. Đó. Này, bắt đầu. Ok, mình bóc đi cái này đã. Thế là ăn được. Đó. Gọn thì đái. Mình cầm thế này nha, không cầm thì điện camera rớt luôn. Mình cũng ngá theo luôn các bạn ạ. Mình đang ở trên cây. Nhìn xuống. Cao đấy các bạn. Okay. Mình bắt đầu ăn nha. Đây là một quả. Ngon. Ăn tại trên cây luôn. À ăn ở trên chưa. Nó chưa rụng luôn nha. Ăn ngay luôn này. Thêm mình cái chất các bạn ạ. Ui, sợ ngái quá. Nên mình hái tiêu tay đen hết luôn này. Đó.
Anh phải cầm nha các bạn, cầm do nhà mình ấy có nhiều quả này sâu rồi, cái quả này mình ăn chúng không sâu hên đấy. Lâu lâu mình có quả sâu. Mình thử thả hai tay luôn nhá. Ui, sợ ngáo. Ok. Một phát một hết quả luôn nhá. Đó. Đúng sâu rồi các bạn ạ. Đúng sâu rồi các bạn. Đó. Đó. Mình đặt camera máy mới được cái chỗ này luôn các bạn ạ. Okay. Tiếp tục ăn quả thứ hai. Ăn quả này đi. Thì để mình bóc cái chỗ này. Thân bẩn quá. Mình có nước rửa tay luôn. Kệ, ăn lại luôn đi. Dân Việt Nam mà. Con gà các bạn ạ. Gà có bát gì. Mình đang ở trên giấy. Đó. Mình sâu luôn. Không phải sâu nó. Nó kiểu hạt của nó ấy. Ngon. Rồi chân mỏi quá các bạn ơi. Mình đang đứng nha. Camera đang dựng ở đây. Ừ vừa. Ừ. Đúng rồi. Rất luôn rồi. Sao kệ. Chỗ mình đang đầy roi thôi. Để mình làm tí mỡ đã. Ui dồi. Đứng chân mỏi quá. Để mình thể động tí chân nha. Không thì nó tê. Tê chân đau lắm các bạn ơi. Ăn quả nào đây. Ok. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye và tạm biệt các bạn trong clip sau nha.